chào các bác. Hôm nay Cam và Đức bên em xin phép review cho các bác một mẫu đèn laser mới ra mắt của thương hiệu KOS. KOS Việt Nam các bác nhá. Hiện tại bên em xin phép review cho các bác là mẫu Cut 7 Pro Laser. Đấy. Cái sản phẩm này mới ra mắt vào tháng 8. Thì hôm nay em xin phép review cho các bác cái sản phẩm này ra mắt có cái điều gì đặc biệt và chất lượng ánh sáng nó như nào. Để đánh giá trong một cái phân khúc tầm giá thì sản phẩm này đã là một cái sản phẩm đem đến một cái giá trị thật hay chưa. Đấy. Có bị cao giá không và chất lượng đem đến của sản phẩm như thế nào. Đấy, thì hôm nay em sẽ phép review. Thì đây là cái vỏ hộp của hãng KOS thiết kế bộ Cut 7 laser coi nhá. Đấy, về độ vỏ hộp này có logo thương hiệu KOS. Đấy. Sản phẩm hộp rất là đàng hoàng các bác nhá. Đấy. Các cái dòng sản phẩm của KOS thì đều đạt cái chất lượng chỉ số ISO. Đấy, chỉ số 1 các nhá. Về cái chỉ số an toàn. Ok, thì em xin phép khui sản phẩm. Sản phẩm này em vừa mới cắt bóc tem đây rồi. Ok. Đây thì nó có cái sản phẩm là thông số từ dây các nhá. Đấy, dây âm, dây dương. Đấy. Dây pha. Ok. Đấy, các tính năng ví dụ như là instruction step này, các cái tiêu chuẩn. Đấy. Ok. Cái này có vẻ quan trọng lắm đối với các bác bật đèn. Thì đây em tập trung vào cái sản phẩm KOS Cut 7 laser. Đây. Sản phẩm thì mặt kính lúp thì đã được bao bởi một cái lớp băng kính. Đấy, dán vào. Còn đây là bộ thiết kế này. Bên trong thì có cả thiết kế logo và có quan trọng nhất là cả cái dòng QR code để các bác tất cả các sản phẩm chính hãng của KOS thì các bác đều để ý là thấy là đều phải có cái mã QR code. Khi các bác code quét thì nó sẽ ra một cái gọi là bảo hành điện tử các bác nhá. Thì đây là cái sản phẩm chính hãng, còn những sản phẩm mà không có mã QR code đấy thì sẽ không được bảo hành chính hãng tại KOS Việt Nam. Đấy. Và những cái điểm KOS mà các bác lắp đặt chính hãng thì các bác có thể liên hệ qua hãng hoặc là liên hệ qua hệ thống website của bên em camlus.vn để đến cái địa chỉ KOS chính hãng để lắp đặt các bác nhá. Về bộ thiết kế thì bộ KOS 7 laser có thiết kế màu tím. Đây các bác này. Đấy, sản xuất 2022 mới ra mắt. Về bộ tản nhiệt. Khả năng độ dày dặn các thứ sản phẩm rất ok các bác nhá. Thì em xin phép hôm nay là khui và test chất lượng ánh sáng của dòng Cut 7 Pro laser để xem chất lượng ánh sáng như nào các bác nhá. Thì em xin phép là bóc. Đấy. Các bác cùng trải nghiệm toàn bộ chi tiết về sản phẩm này. Đây. Đây. Đây là một sản phẩm len xanh. Đấy, nhìn rất đẹp luôn, len xanh tím. Đấy. Các bác để ý thấy này. Long lanh luôn ạ. Về nhìn về cái ngoại quan, về đánh giá sản phẩm thì cái tính hoàn thiện rất cao. Đấy. Ok, về phần ngoại quan bên ngoài thì các bác có thể nhìn thấy thực tế cái sản phẩm trên tay em đang cầm đây. Ok. Vậy còn cái chất lượng ánh sáng nó như thế nào thì em xin phép test thực tế ánh sáng luôn. Đấy. Ví dụ như ở cái phần cốt thì em xin phép cái phần test cốt trước. Đây. Đây các bác nhá. Đây là phần cốt của dòng bi LED 7 Pro Laser. Đấy, chất lượng ánh sáng cực kỳ mạnh luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Độ rộng các bác nhá. Độ rộng gần hết cái bảng luôn, mà đây là cái ly bảng cách của bi có khoảng tầm 1.5 thôi. Mà cái độ rộng cốt nó rộng như này rồi. Đấy. Độ rộng hai bên các bạn để ý là độ rộng hai bên này cực kỳ rộng luôn. Tức là nếu mà nó đi ra tầm 10 mét thì cái độ này nó rất rộng các bác nhé. Ở tâm thì cái điểm phân sáng này, điểm cốt mặt cắt phân sáng rất là ok. Đấy, đây là cái biển đi cấp 7 của laser. Và quan trọng nhất là các bác thấy là rất nhiều anh em ấy thì thường sử dụng két bi ấy, bát, bởi vì cầm bi rất nóng. Nhưng mà với cái sản phẩm KOS thì là cái sản phẩm bi ấy nó rất là mát. Bao giờ KOS nó sẽ có một công nghệ mới đó là hạ công suất. Đấy, để cho một cái công suất vừa phải. Đấy. Không nóng, không gây nóng. Và vấn đề gây nóng bi này
đấy, khi nắp vào xe á, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề là cái độ bền của xóa đèn. Các bác để em cầm trên tay nhá, thoải mái luôn, rất là mát các bác nhá. Đấy, thì đây là một cái tính năng mà cực kỳ ưu việt của cái dòng sản phẩm KOS mà hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho các bác luôn, là em cầm thực tế bằng tay, không đeo bao tay. Đấy, để cảm nhận thực tế luôn là cái độ hoạt động nó nóng không nóng. Còn thường những cái dòng bi khác ấy, với công suất cầm tay như này thì các bác cũng không cầm được đâu ạ, thì rất là nóng. Công suất của cái dòng bi Cus 7 laser này ấy, thì nó sẽ cộng thêm 10W chip Nitia của Đài Loan các bác nhé. Đấy, nâng cấp đây là công suất cũng sẽ cao hơn. Em xin test test cả pha luôn để các bác cùng trải nghiệm. Đấy, anh. Đây các bác này, tâm này. Bao giờ cái dòng laser ấy, tâm bao giờ nó sẽ có cái ánh sáng màu vàng theo kiểu là vàng chanh các bác nhé. Đấy, vàng bao giờ sẽ là vàng chanh, rất là ok. Đấy, pha cũng được rõ này, các bác này thấy là tâm này. Đấy, con đi rất xa các bác nhé. Đấy, rất là ok. Ồ, pha rất ok. Đấy, pha đây. Ok. Đấy, để các bác có thể tìm cảm thấy. Rồi, ok. Cái dòng mà lọc chip mà hỗ trợ cái dòng bi cao cấp này thì chất lượng ánh sáng rất là ok, và độ trải rộng, độ bám đường ở bên dưới các bác thấy được độ bám đường cực kỳ cao luôn. Ok. Các em tắt đi. Bật lên cho anh. Ok. Thì em vừa giới thiệu review qua cái dòng bi Cus 7 laser. Đấy, với một quả bóng cầm từ lễ giờ nhưng mà hoàn toàn vẫn có thể sử dụng bằng tay. Đấy, không phải nóng các bác nhá. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đấy, còn nếu mà cái dòng bi khác mà test như này thì các bác không thể cầm nổi ạ. Đấy, nên là cái dòng này về cái độ ổn định, độ hoàn màu sau này khi trong cái quá trình sử dụng ấy rất là mềm. Đấy, nhất là những cái dòng sản phẩm mà hạn được công suất các bác nhá. Còn nếu mà các bác đẩy công suất lên cao ấy, thì trong quá trình sử dụng ấy, 1 năm hoặc 2 năm ấy, thì cái nhiệt màu của nó sẽ bị giảm đi. Đấy, công suất bây giờ nó sẽ màu đèn nó sẽ tối dần. Đấy là do những cái dòng bi mà khuếch đại công suất quá cao. Đấy, làm cho quả bi nó sẽ không được bền. Đấy, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái xóa. Tất cả các sản phẩm của KOS thì về cái design thiết kế logo từ mắt kính cũng có logo KOS này, các bác để ý thấy đây. Đấy, mặt có logo KOS. Và quan trọng nhất là nếu mà được phân phối chính hãng tại Việt Nam thì đều có mã QR code để các bác cùng trải nghiệm và so sánh. Đấy, các sản phẩm thì lắp đặt của KOS bên em hoặc là hệ thống K Plus bên em. Đấy, nhà phân phối và lắp đặt các sản phẩm chính hãng của KOS thì các bác có thể đến ủng hộ bên em và trải nghiệm thế cái dòng bi này các bác nhé. Đấy, em cho mình dán lại mình sẽ bi này để bảo vệ cái mặt nó không bị xước. Đấy, đây em đang mới test một quả các bác nhé. Thường các anh em review là thường hay test cùng lúc hai quả để nâng cao ánh sáng, nhưng mà em chỉ cần test một quả thôi. Đấy, cũng là rất là ok rồi. Đấy, bi rất là ok nhé, để trong túi KOS như này. Sản phẩm KOS thì sẽ được bảo hành 3 năm một đổi một các bác nhé. Nếu có vấn đề gì về sản phẩm các bác sẽ được bảo hành đổi mới luôn ạ. Riêng các cái hệ thống K Plus chống đen của bên em thì bảo hành các bác chọn đời về vào nước. Đấy, hấp hơi vào nước chọn đời chủ luôn. Và cái sản phẩm này ví dụ như các bác khi sử dụng xe mà các bác có vấn đề gì về vào nước hay nào, có thể là ghé qua K Plus của bên em để có thể xử lý triệt để cái vấn đề đó. Đấy, túi lút hàng cũng rất là ok. Vỏ túi thì cũng đều có cái logo KOS, các bác để ý này. Đấy, đầy đủ các loại tín hiệu và cả chứng nhận ISO 9001. Đấy, trên đây là cái video mà em xin phép review test thực tế cái mẫu Cus 7 laser mới ra mắt.
thì sẽ có một video clip mà bên em sẽ lắp hoàn thiện trên xe để test thực tế ánh sáng sau khi mà lắp hoàn thiện sẽ như thế nào để gửi đến cho các bác cùng trải nghiệm. Hôm nay chỉ là một cái clip test trải nghiệm và hình ảnh thực tế về cái chất lượng sản phẩm bi thôi. Đấy. Rất mong là các bác ủng hộ kplus.vn của bên em. Địa chỉ của bên em ở Hà Nội thì ở nhà 25156 Võ Trí Công, Hà Nội. Đấy. Ở đơn vị đã đặt cái sản phẩm gắm bi chính hãng, màn hình Android, Restech. Đấy. Đại lý thương hiệu. Nếu các bác có cái nhu cầu mà quan tâm về lắp đặt cái sản phẩm bi LED thì có thể liên hệ qua bên em. Địa chỉ và hotline của bên em thì là 0869679666. Rất mong được các bác ủng hộ. Đấy. Sản phẩm của bên em lắp đặt thì sẽ có kèm cả mắt quỷ, đấy, vòng lens rồi các thứ. Nếu các bác thích về cái chất lượng ánh sáng và cái độ thẩm mỹ cao thì với đội ngũ tay nghề lâu năm trong nghề độ xe thì các bác gần như hoàn toàn có thể tin tưởng ở bên em. Đấy. Xin phép là dừng video tại đây các bác nhé. Cảm ơn các bác đã ủng hộ.